Gió Biển xin chào tất cả các bác. Hiện tại thì Gió Biển đang có mặt tại địa phận huyện Ý Yên và đang đi trên đường trục phát triển kinh tế biển, làm giai đoạn 2. Đó, đã làm giai đoạn 2 và phía bên này thì quý vị và các bạn có thể thấy được là cái phần giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành. Và đây là cầu sông sắt. Đó, Gió Biển đang đi qua cầu sông sắt. Cái tên rất là đặc biệt và cây cầu này thì rất là chắc chắn. Đây thì không biết là xã Yên Tiến hay là Yên Khang, nhưng có lẽ là nó cũng gần gần đó thôi. Đấy, Gió Biển không phải là người gốc ở đây nên chỉ nắm được sơ bộ. Hiện tại thì Gió Biển thấy được cái biển báo là Thịnh Long còn 33 km. Tuyến đường này thì nếu như mà hoàn thành và cây cầu đống cao được hoàn thành thì rất là tuyệt vời. Tuyệt vời thì bởi vì đây là một cái tuyến đường xuyên suốt từ Cao Bồ đi sang huyện Nghĩa Hưng và xuyên thẳng là xã Nghĩa Sơn, uốn lượn theo cầu vượt kênh đào và xuyên thẳng là đường tỉnh lộ 490C. Đó, đang được mở rộng ra cầu Thịnh Long và chúng ta lại có thể đi một phát xuống sinh thái Lạng Đông. Mọi người có thể thấy là rất tuyệt vời này. Một cái làn giữa thì ai đi thong dong thì đi ở giữa này, còn các bác nào đi ở tốc độ cao hơn một chút thì anh em đi ở phía này. Con đường này tương lai là sẽ đạt được cái vận tốc tối đa là 100 km/h. Đó, rất tuyệt vời. Không biết là 80 hay là 100 km/h. Hiện tại thì nếu như chưa có biển thì mọi người cũng có thể là tốc độ tối đa là 90 rồi. Đây là khu vực ngoài dân cư và có giải phân cách thì là tối đa đã 90. Còn nếu như sau này có biển báo thì nó sẽ là có thể đạt được cái vận tốc 100 km/h. Như vậy cái việc lưu thông và di chuyển từ các huyện Nghĩa Hưng lên đây và Ý Yên muốn lên tới Hà Nội chạy một cái con đường, nó không phải là cái hình cánh cung nữa mà nó là một cái con đường thẳng tắp. Đó, rất tuyệt vời phải không quý vị và các bạn? Và rất mong rằng cái cây cầu đống cao sẽ hoàn thành. Đó, đây thì là xã Yên Đồng này. Đấy, đê tả sông đáy thì 14 km. Và chỗ này thì có một cái góc khuất, mọi người đi đây thì lên cẩn thận một chút tại vì ở đây là góc khuất. Sau một cái quãng thời gian rất ngắn thôi, Gió Biển đi cũng khoảng đâu đó 2 tháng và đã thấy con đường này đã hoàn thiện được như thế này. Một cái lớp trải nhựa áp phan tuyệt vời. Đấy, chỗ này thì đang đèn xanh mà các cụ cứ phi vèo vèo thế này thì rất là nguy hiểm. Đấy, cụ xe tải đi không biết là như thế nào nữa mà vượt đèn đỏ. Quê hương Ý Yên, Nam Định rất là thoáng đạt và con đường này sẽ là con đường tiềm lực kinh tế, giúp phát triển kinh tế. Trước kia thì Ý Yên chỉ trông chờ vào con đường 10 để phát triển, nhưng con đường 10 thì lại rất là chật hẹp. Khi mà rất là nhiều chiếc xe phương tiện qua lại từ Thanh Hóa, Nghệ An đi ra Hải Phòng đi qua tuyến đường 10 và con đường đó rất là nguy hiểm khi tham gia giao thông. Ở đây thì Gió Biển thấy được ở phía dưới này người ta trồng lạc thì phải. Đó, người ta làm đồng màu mọi người ơi. Này thì Ý Yên có lẽ là trước kia không được phát triển lắm mọi người. Những cái khu vực ngoài đồng đất như thế này không có gì để phát triển và bị ngăn sông. Ngăn sông từ Nghĩa Hưng sang, ngăn sông từ Ninh Bình sang, rất là khó phát triển. Bởi vì khi mà thiếu những cái nhịp cầu nối thì mình khó thông thương và khó phát triển hàng hóa. Xe cộ phương tiện đi lại vào đó thì cả là một vấn đề. Đôi khi là những cái chuyến hàng hóa đêm mà lại phải qua đò nữa thì như kiểu là một cái ngắt quãng nên là không thông suốt. Ở đây thì Gió Biển thấy là quãng đường khá là rộng, đâu đó chỗ này khoảng độ 13 đến 17 mét. Đó, có lẽ là rộng đến 32 đến 34 mét cho
hai bên, và mỗi bên thì có 3 làn đường. Đó. Một làn là cao nhất này, một làn giữa là mức độ trung bình và làn cho xe máy. Cái làn giữa này thì xe máy cũng vẫn được đi bình thường mọi người nhé. Xe máy khả năng là không được đi cái làn trong này. Đó là theo cái luật giao thông sơ bộ. Và đây cũng có một cái cây cầu gọi là cây cầu độc bộ. Các cụ đặt tên cho những cái cây cầu, những cái con đường sau này sẽ gắn liền với quê hương Nam Định đó. Sau này thì tuổi trẻ, các thế hệ tiếp theo được đi trên những cái con đường mà một vài năm trở lại đây quê hương đã được đầu tư xây dựng những cái tuyến đường mới, tạo đà phát triển cho quê hương và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người di chuyển trên mọi cung đường. Bà kia thì có lẽ đóng lên cái tốc độ phải 101 mọi người ơi, phải lên cái tốc độ 101 đi rất là nhanh. Tuyến đường này thì có một số chỗ là không cho xe ô tô quay đầu để đảm bảo cái việc an toàn. Và nơi đây thì rất là nhiều những cái khu vực giao cắt, nên anh em đi ở cái khu cung đường này, nó không phải là đường cao tốc nên cũng nên chú ý một chút, chứ không phải là cứ thế phóng như cái bác kia là rất là nguy hiểm. Khi mà có một cái vấn đề sự cố gì băng qua đường là mình không kịp xử lý. Hiện tại thì giáo viên lại thấy một cái rất là hay ở đây, đó là vừa đi tới đây có những cái đèn đường xin nói rằng là nó san sát nhau đó. Và đoạn đằng kia thì không có, có đoạn đằng này thôi. Đây là gần xã Yên Nhân này đó. Đèn đường rất là sáng, không hiểu ở đoạn này thì chắc là gần khu dân cư hơn nên là được trang bị rất là nhiều đèn. Xin nói rằng là ở Thịnh Long, cầu Thịnh Long có rất là nhiều đèn, nhưng may ra một tuần thắp được một buổi đấy. Nhưng mà cái đèn đường này có lẽ là đêm nào cũng được thắp sáng là rất tuyệt vời rồi. Những cái khu vực đèn được thắp sáng thì sẽ yên tâm hơn khi mà mọi người tham gia giao thông đủ ánh sáng. Những cung đường tối thì cũng vẫn là một cái trở ngại khi mà tham gia giao thông, vẫn là cái tầm nhìn hạn chế và những cái điểm giao cắt như thế này. Trở lại với con đường này thì gió biển cũng rất vui được quay những cái hình ảnh gửi đến quý anh chị bà con cô bác trên mọi miền quê hương của tỉnh Nam Định đó. Thì cũng như các huyện nói riêng đó, thì được đi con đường này lên trên Hà Nội một cách nhanh chóng nhất và không bị ngăn sông cách trở nữa đấy. Thì hiện tại thì cũng có cầu Tam Tòa, cầu Đống Cao, rồi cầu vượt sông Đáy, và phía bên địa phận tiếp giáp Thái Bình thì cũng có một số cầu. Rất là vui mừng khi mà tỉnh Nam Định được phát triển và gần như một cái bàn tay kết nối giữa các tỉnh với nhau, kết nối rất là nhiều điểm giữa các huyện với huyện và giữa các tỉnh với tỉnh. Một niềm vui rất lớn. Giáo viên cũng sẽ chia sẻ những cái gì mà mới nhất để chia sẻ đến quý vị và các bạn. Và video clip ngày hôm nay Giáo viên xin dừng tại đây. Xin chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Giáo viên sẽ xin cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.